Thành đoàn thành phố Tân Uyên tổ chức chương trình Ngày hội Thanh niên Công nhân tại ấp Tân Hội, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên. Ngày hội gồm các hoạt động như cắt tóc miễn phí, tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực gia đình, tham gia giao thông an toàn, tổ chức thăm khám phát thuốc miễn phí. Hơn 200 thanh niên công nhân, người dân được khám nội tổng quát và tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Cũng tại chương trình, thành đoàn thành phố phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng 20 phần quà cho các anh chị em công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 15 bộ áo dài cho các em học sinh hiếu học vượt khó, trao tặng công trình thanh niên căn phòng mơ ước trị giá 10 triệu đồng,